Vào chiều ngày hôm nay mùng 2 tháng 5, tại trạm thu phí Đại Xuyên trên đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đã xảy ra hiện tượng ùn ứ nghiêm trọng trong nhiều giờ đồng hồ. Cách trạm thu phí khoảng 2 km thì các phương tiện đã nối đuôi nhau. Hình ảnh ghi lại vào lúc 15 giờ 30 phút cho thấy là mặc dù lượng xe cộ phương tiện trở lại thủ đô đông, nhưng trạm thu phí chỉ mở thêm luồng và vẫn thu phí như bình thường. Tình trạng này gây nên hiện tượng hỗn loạn, nhất là khu vực đường dẫn quốc lộ 1A cũ với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Các phương tiện quay đầu đi vào đường ngược chiều, loay hoay tìm lối đi khác và di chuyển hết sức khó khăn.